thi lý thuyết ô tô mà vớt á, vớt lên vớt xuống á là những cái câu dài nhiều hàng nhiều chữ tôi không tất phải không, mà lại là vớt ngang xuống mấy câu này nè. Cái câu này nó rất là đơn giản, nhưng mà thật ra mà nói á, có rất nhiều người vớt chứ không phải mình bạn đâu. Chạy vì sao? Tại vì nó nhầm, nó dễ nhầm lẫn lắm cả nhà ơi. Tại vì sao? Là các bạn đọc đề nè, biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép. Đó, đi đúng làn đường là biển nào? Đây, biển số 2, phải chưa? Phải đi đúng từng làn đường, được chưa? Làn đường của ông nào ông đó đi được không? Đó, và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép. Đây là tốc độ tối đa là hình tròn màu đỏ nè, ok chưa? Biển này thì sao ạ? Không có tuân thủ đi đúng làn đường, ok chưa? Chỉ là sao ạ? Tuân thủ về tốc độ tối đa thôi, còn không có bắt buộc mình đi đúng làn đường, nên thế là biển này không chọn được, mà là biển này bắt buộc phải đi đúng làn đường quy định, là chỉ có ông này thôi, ok chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án số mấy? Đáp án số 2, chọn giùm thầy, được không ạ? Dễ chưa mấy ông? Có người phân tích rồi mấy ông thấy nó rất là dễ, ok chưa? Rồi, qua đây sao? Thầy ơi, em đọc dễ nhầm lẫn lắm, đúng rồi, hai câu nó dễ nhầm lẫn vô cùng nè. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường. À, nó đâu có tự đi đúng đâu. Nó không có kêu mình đi đúng trên từng làn đường nha. Mà nó chỉ kêu mình là gì ạ? Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ ra, chứ đâu có nói là đi đúng với làn đường đâu, ok chưa? Thì tuân thủ tốc độ tối đa cho phép nè, ông này có tốc độ tối đa, ông này cũng tốc độ tối đa, được chưa? Ông ở đây cũng vậy ha. Vậy thì sao ạ? Nếu mà nói về tuân thủ tốc độ tối đa thì là hai biển này đều có tốc độ tối đa, ok chưa? Còn nếu mà nó nói hỏi biển nào mà tuân thủ đi đúng làn đường thôi á thì chỉ có biển số 2 thôi, ok chưa? Vậy thì trường hợp này là sao ạ? Là cả hai biển, chọn đáp số 3 giùm thầy được không? Lụm. dễ chưa cả nhà? Nhưng mà ok chưa, nhưng mà trường hợp đó là sao ạ? Là phân tích, nhưng mà vào phòng thi á dễ nhầm lắm. Tại vào phòng thi á nó xuất hiện một lần thôi, nó không phải xuất hiện hai câu, chúng ta khó phân biệt được không? Nên thế thầy chia sẻ một người một cái mẹo rất đơn giản trong cái bộ mẹo của thầy, ok chưa? Nhìn trên đời là sao ạ? Có cái chữ đi đúng được không, là chọn đáp số 2, còn không có từ đi đúng chọn đáp số 3 được không? Đó, có đi đúng chọn đáp số 2, còn không có từ đi đúng chọn đáp số 3 được không? Nhanh nhanh rất gọn lẹ, khỏi đọc suy nghĩ được, ok chưa? Nè, như trường hợp này sao ạ? Nhìn trên đời có từ đi đúng không? Đi đúng nào, ok chưa? Chọn 2 là lụm, ok chưa? Chính xác. Rồi, trường hợp này sao ạ? Nhìn trên đề coi, không có từ đi đúng, ok chưa? Chọn 3 là lụm, dễ sao sai. Thấy không mọi người? Cởi làm đúng cái câu này á, một là mọi người phải hiểu nghĩa nha. Nhưng mà hiểu nghĩa dễ nhầm lắm. Để làm mẹo nhanh, mọi người phải có cái bộ mẹo giải 600 câu của thầy. Bấm vào cái giỏ hàng bên cuối để lấy cái bộ mẹo, ok chưa? Để là gì? Để học giải nhanh 600 câu lý thuyết, được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người thi một phát đậu luôn, không ai thi giấc nữa, được không? Bye bye mọi người.